Con có duyên được gặp Kinh Vô Lượng Thọ. Vì con tự đốt đuốc đi nên khi tu tập con bị loạn tâm. Ghê chưa? Chắc là nghe theo Phật dạy, hãy tự đốt đuốc lên mà đi. Cho nên gặp Kinh Vô Lượng Thọ tự tu, gọi là tự đốt đuốc lên để đi. Cho nên tâm con còn bị loạn. Con bị lần thứ hai rồi ạ. Đầu tiền đình của con bị đau nhói. Tối ngủ cảm giác lắc lư khó chịu. Tại tai của con thì nghe đủ thứ tiếng chửi, tức giận, khó thở, rất mệt mỏi toàn thân. Con bị hành hạ như vậy đã gần 1 năm nay rồi ạ. Hai đứa con của con cũng bị ảnh hưởng không yên. Bây giờ buổi sáng 4 giờ con tụng kinh Pháp Hoa, chiều và tối thì con đọc kinh Địa Tạng. Con xin thầy giúp con bây giờ con phải làm gì, tu tập như thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Sức của chúng ta chỉ gánh được 30 cân, mà chúng ta tham, chúng ta gánh lên gì? 50 cân. Đi có nổi không các quý vị? Thường được an, thường khỏe mạnh không các quý vị? Huống chi là muốn gánh lên cả 100 cân. Cho nên học Phật phải biết tự liệu sức gì? Sức mình. Phải biết công đức của mình có được đến đâu. Khi chúng ta gì phát nguyện cái gì nó quá lớn, nghiệp chướng nó đến tới tấp, đến dồn dập, đến chúng ta khó có thể chịu đựng được thì gì? Hãy dừng lại một chút, trùng xuống một chút, nhẹ nhàng một chút và ít đi một tí thì nó sẽ yên thôi. Giống như gì? Mình nặng quá mình có thể bỏ bớt đi, mình gánh thành hai chuyến, hơi lâu, hơi dài, hơi mất thời gian một chút, nhưng còn hơn là chúng ta gánh một lần mà không được đến đích. Lâu dài một tí mà đến đích còn hơn là nhanh mà chóng mà không được tới đích, vì nặng quá, mệt quá, chơi tới đích là gì? Ặc và đã gì? Chết lõm củ tỏi rồi còn đâu. Đấy. Cho nên trường hợp này thôi, nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Nói thật luôn cho Phật tử này, hãy dừng gì? Dừng tụng kinh Pháp Hoa lại một thời gian đã. Dừng tụng kinh Vô Lượng Thọ lại một thời gian đã. Dừng phát nguyện lớn một thời gian đã. Và hãy gì? Nhất tâm để tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và hành sám theo bộ 118 lễ ngày đêm, 3 thời, 4 thời, 5 thời hoặc 6 thời, nhất tâm hành sám và tùng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, sám hối nghiệp chướng từ vô thỉ kiếp của mình và ăn năn chừa bỏ lỗi lầm, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, để cho thân tâm của mình ngày một an yên, trí tuệ của mình ngày một khai mở, công đức của mình ngày một gọi là dồi dào đã, thì khi đó mới gì? Phát nguyện là cao thêm. Không phải thầy nói như vậy là tụng bộ kinh Địa Tạng là gì? Là dành cho những người gì? Kém phúc, những người ngu si, những người thiếu trí tuệ, những người yếu ớt đâu các quý vị. Mà bộ kinh Địa Tạng chính là gì? Là nền tảng của đạo đức, là nền tảng của người học Phật ở thời mạt Pháp chúng ta. Cho nên khi chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tùng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nhất tâm, sẽ được 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần từ bi gia hộ cho. Đặc biệt là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài thường gì? Qua lại thăm hỏi, phóng quang, tiếp dẫn, chỉ dạy, bảo ban và giúp đỡ cho chúng ta tu tập. Tuy chúng ta không nhìn thấy Ngài, nhưng Ngài vẫn luôn thường qua lại, hiện hữu trước mắt chúng ta. Thậm chí khi chúng ta ngủ, Ngài cũng đứng ở trên đầu giường để khai thị cho chúng ta. Cho nên nhiều gia đình ốm đau bệnh tật, khốn khó khổ sở, khi nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tự nhiên thấy giải quyết được vấn đề tâm linh, vấn đề sức khỏe, vấn đề mâu mắc trong cuộc sống thường nhật hiện đời thường ngay bây giờ. Cho nên họ mới khởi lòng tin, họ mới tiếp tục tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, thậm chí là tiến tới là quy Tam Bảo, phát nguyện làm đệ tử tại gia của Đức Phật. Có người tinh tiến hơn thì phát nguyện là xuất gia tu đạo, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Quý hóa lắm. Cho nên thầy khuyên tụng bộ kinh Địa Tạng trước. Không phải là bộ kinh Địa Tạng là bộ kinh chỉ dành cho những người kém phúc kém duyên, những bậc gọi là ngu si tâm tối, những ông già bà cả vân vân các quý vị ạ, mà khuyên chúng ta đi từ cái gốc. Giống như xây nhà phải làm trước cái gì? Cái móng. Muốn xây ngôi nhà cao, nhà đẹp, nhà rộng, nhà to thì cái việc đầu tiên phải xây cái móng cho nó gì? Nó vững, nó chắc và nó gì? Nó bền, nó đúng kỹ thuật thì nó mới có sức gì? Sức gánh, sức chịu đựng của cái ngôi nhà biệt thự cao to, thậm chí là chung cư chọc trời ấy. Cho nên học thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng không chỉ đọc trên đầu môi chóp lưỡi, không chỉ đọc thành thời khóa hàng ngày, mà phải suy nghĩ, tư duy, quán tưởng những lời dạy ân cần của Đức Phật và Bồ Tát ở trong đó để mà đem áp dụng vào cuộc sống. Như chúng ta thấy thì Bồ Tát Địa Tạng là người quan hiếu thảo, thì chúng ta cũng phải tập sự thực hành là người quan hiếu gì? Hiếu thảo giống như Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta làm được như thế đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với tổ tiên mà chúng ta gì? Cung kính kính. Chúng ta gì? Chăm sóc, dưỡng nuôi. Khi cha già mẹ yếu, ốm đau bệnh tật, chúng ta cung phụng hầu hạ khi cha mẹ còn mạnh khỏe, còn sống bên cạnh chúng ta. Giống như trong nhà Phật chúng ta có câu nói rất hay là gì? Phụ mẫu tại đường, như Phật tại thế. Ý nói là gì? Cha mẹ lúc còn sống ở đời giống như Đức Phật còn tại thế vậy. Cha mẹ chính là gì? Là hai vị Phật đích thực ở trong cuộc sống này đối với mỗi người con Phật xuất gia và tại gia chúng ta. Không chỉ đối với người con Phật mà đối với tất cả chúng sinh ở trên thế gian này cũng như thế. Cho nên chúng ta phải chăm sóc, phụng dưỡng, đối xử cung kính, tôn trọng cha mẹ giống như đối với Đức Phật Thích Ca, đối với Đức Phật A Di Đà, đối với chư Phật mà Bồ Tát mà chúng ta thường tụng niệm lễ bái và xưng tôn chỉ niệm cung kính cúng dường hàng ngày vậy các quý vị. Làm được như thế, xin thưa các vị không cầu phúc thì phúc cũng tự đến, không cầu lộc thì lộc cũng từ gì? Từ đến, không cầu an thì an cũng từ gõ cửa, cũng từ mở cửa mà vào, không cầu trường thọ thì trường thọ cũng gì? Cũng tự nhiên cứ đến để bám chặt lấy chúng ta. Cho nên bước đầu tiên của người học Phật đó là xây dựng một cái nền tảng đạo đức, học theo Bồ Tát Địa Tạng để làm người con hiếu thảo, học theo kinh Địa Tạng để tin sâu nhân quả. Vì trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói về nhân quả rất là kỹ, rất là thiết thực trong cuộc sống. Như là Đức Phật dạy về nhân gì mà phải làm có quả báo như thế, đúng không? Do nhân gì? Do nhân sát sinh hại vật cho nên phải bị quả báo làm gì. Do nhân đốt rừng phá núi cho nên mới phải bị quả báo làm gì. Do nhân là trộm cắp tà dâm thì phải bị quả báo làm gì. Do nhân yêu thương cứu giúp của người lương thiện hiền lành chân chính Phật tử thì sẽ được phúc báo ra sao, vân vân và vân vân. Cho nên trong kinh ấy dạy chúng ta cách gì? Tu phúc, tu tuệ. Dạy chúng ta cách là gì? Cách làm người chân chính, làm một vị Phật tử chân chính, rồi tiến lên làm một vị Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm gì? Chân chính. Rồi từ một gì? Người hiền lành lương thiện chân chính trở thành một người gì? Người con hiếu thảo chân chính, tiến lên làm mà thành một gì? Một đệ tử Phật xuất gia tại gia chân chính. Rồi tiến lên là gì? Là một vị Bồ Tát đi sơ phát tâm chân chính, tu tập dần dần trải qua ngày tháng. Rồi cái công đức tu hành của vị đó được thêm lớn, thêm sâu, thêm dày, thêm cao. Thì đó gọi là gì? Gọi là Ma Ha Tát. Tức là gì? Là vị Bồ Tát gì? Bồ Tát to, Bồ Tát lớn. Giống như Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền thì gọi là Đại Bồ Tát. Ma Ha Tát tức là gì? Là đại, là to, là lớn. Cho nên chúng ta gì? Khi đọc đến các vị Bồ Tát lớn thì thường có gì? Có từ Ma Ha Tát ở đằng sau. Từ Ma Ha Tát là phiên âm từ tiếng gì? Tiếng Phạn. Dịch ra tiếng gì? Trung Quốc là gì? Tiếng Hán là gì? Là đại. Dịch ra tiếng Việt của chúng ta là gì? Là to, là lớn, là số một, là bậc nhất, vân vân. Đấy. Không chỉ dừng lại ở chỗ gì? Trở thành vị Bồ Tát lớn, mà chúng ta còn gì? Có thể nương vào bộ kinh Địa Tạng mà tu cho đến ngày thành Phật nữa các quý vị. Vô số chư Phật ở trong kinh Địa Tạng nói là gì? Vô số chư Phật nhờ nghe kinh Địa Tạng, nhờ tu theo kinh Địa Tạng, nhờ sự dìu dắt của Bồ Tát Địa Tạng bây giờ đã thành Phật ở khắp 10 phương thế giới. Cho nên bộ kinh Địa Tạng đâu phải chỉ phải dành cho người chết, đâu chỉ phải tụng vào dịp 35, 49 thất thất trai tuần, đâu chỉ phải để tụng cho dịp rằm tháng 7 Vu Lan báo hiếu. Mà một số các quý thầy cũng không hiểu kỹ, cũng đi tuyên truyền như thế, đau lắm. Mỗi khi nghe các Phật tử báo cáo lại, nghe một số các quý thầy chùa A, chùa B cấm không cho Phật tử tụng kinh Địa Tạng ở nhà. Hỏi vì lý do gì? Sư dạy rằng kinh Địa Tạng chỉ dành cho người chết mà thôi, chỉ dành tụng cho khi có người chết mà thôi. Nhà các con, nhà các ông, các bà, nhà các cô, các chú, nhà các anh, các chị muốn cho có người chết tại sao mà tụng kinh Địa Tạng ở nhà. Cho nên nghe sư nói như thế, tâm chúng ta nếu mà chưa vững thì liền là sinh gì? Sinh nghi. Khổ lắm. Gọi là gì? Ở đấy cái nhà Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là cái gì? Thôi, bây giờ không nói. Nói ra thì sợ lại gì? Lại thành cãi nhau thì lại khổ ra. Thôi tốt nhất là gì? Không nói. Cho nên xin thưa các quý vị, thời mạt Pháp này gặp được chính Pháp là khó. Gặp được chính Pháp rồi mà chúng ta có giữ chọn được niềm tin thì lại càng gì? Càng khó hơn. Tin rồi mà tu hành được, để được giải thoát, để được giác ngộ, để được về với Phật thì lại càng khó gì? Càng khó hơn nữa. Không phải dễ đâu. Thôi, chi bằng ta cứ nhẹ nhàng, cứ vững vàng để mà tu tập dần dần tiến lên phía trước, xây dựng một cái nền tảng vững chắc về giáo lý, về đạo đức, về nhân cách, về niềm tin để mà tu. Chắc chắn chư Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi chúng ta. Nếu chư Phật Bồ Tát có bỏ rơi, kiếp sau may mắn Thầy còn được làm người, Thầy tiếp tục đi tìm chúng ta để giáo hóa, để dắt chúng ta ra khỏi bến mê mới thôi. Còn bây giờ thì thôi, cứ tạm nghe như thế đã, tạm nghe, tạm tin và tạm thực hành đi đã. Còn phần tiếp theo thì có chư Phật Bồ Tát các ngài sẽ lo, và Thầy cũng sẽ lo. Tất nhiên Thầy thì lo một chút xíu thôi, chư Phật Bồ Tát các ngài lo hơn nhiều chứ. Vì đệ tử của ngài, các ngài đào tạo, các ngài sinh ra chúng tôi, tức là những người xuất gia. Chúng tôi ngồi được một chút công đức, một chút sự gia hộ của Tam Bảo, của chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần các ngài gia hộ, các ngài khai tâm khai trí cho lên trên này được nói ngang nói dọc, động viên khuyến khích chúng ta tu theo Phật Pháp. Nếu mà chúng ta tu mà chẳng nhận được cái gì, tu mà chẳng thấy chuyển đổi được cái gì, tu mà thấy như không tu, thế thì tu làm cái gì? May mắn là có sự gia trì của chư Phật Bồ Tát ở trên cao, ở đằng sau ngầm mà gia hộ cho. Cho nên chúng ta nhất tâm tu hành một thời gian thì sẽ có gì? Cảm ứng đạo giao. Trong nhà Phật chúng ta, trong quyển khoa cúng Phật gọi là gì? Hữu cầu tất ứng. Tức là có cầu tất nhiên sẽ gì? Sẽ được linh ứng. Cho nên Ấn Tổ mới nói là gì? Nếu phát ra tâm lành mà cầu Phật một phần thì thế thì được Phật gia hộ một phần. Cầu Phật 10 phần thì sẽ được Phật gia hộ 10 phần. Cầu Phật 100.000 phần thì sẽ được Phật gia hộ 100.000 phần. Cho nên hãy gì? Chúng ta sống ở cuộc đời này, chúng ta còn là phàm phu, thì hãy nhớ cái câu gọi là tin sâu nhân quả, tin sâu tội phúc, để mà bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Thà tin là gì? Có như núi Tu Di, còn hơn là gì? Bác không chừng như hạt cải. Đấy, đây là lời của các vị tổ sư Ấn Tổ, và các vị tổ sư lỗi lạc trong tông phong chúng ta đã chỉ dạy đó các quý vị. Cho nên hãy gì? Hãy ráng để tu, dần dần thì sẽ được thoát khổ, được an lạc, hạnh phúc mà thôi. Tiếp theo có người hỏi: kính bạch Thầy, Thầy ơi cứu con. Ghê quá! Hôm qua nghe người kêu Thầy ơi cứu con, được trả lời, hôm nay lại gì? Đánh máy rồi nhưng chỉ yên tâm viết thêm 4 chữ vào gì? Bằng tay vào đây: Thầy ơi cứu con. Giật gân như thế cơ mà. Kinh chưa? Các Phật tử chúng ta bây giờ học Phật có cái kiểu như này thì nguy rồi các vị. Không cần phải như thế. Có duyên ắt sẽ gì? Ắt sẽ có phần mà thôi. Không nên là học theo cái kiểu đó, dần dần lại biến gì? Thầy trò đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta lại cùng thành một cái mớ gọi là gì? Gọi là mê tín hay dị đoan đó. Cái mớ gọi là rối tung, rối bét như mớ bỏng bong, truyền bá tư tưởng mê tín hay dị đoan, lợi dụng Tam Bảo, lợi dụng tu hành để chuộc lợi, thì thầy trò cùng nhau dắt ra vào con đường địa ngục, vào trong cái lò gọi là vạc dầu sôi, cột lửa, cột đồng nóng. Đến lúc đó thì chẳng ai cứu được mình. Cho nên học Phật chúng ta phải có trí tuệ, phải lấy trí tuệ để làm gì? Làm sự nghiệp của người học và người tu theo Phật giáo, chứ đừng có cái kiểu mà mê tín hay dị đoan. Đừng theo cái kiểu mà gì? Lúc nào cũng cái kiểu như Thầy ơi cứu con vân vân như thế này. Cho nên trường hợp này nếu không viết cái câu này, Thầy sẽ trả lời. Học theo cái người hôm qua viết tiếp câu này thêm vào đây, cho nên Thầy không đọc, và cũng không trả lời. Cũng không cần biết hỏi câu gì. Nhưng mà học Phật kiểu như thế dần dần biến đạo tràng của chúng ta thành một đạo tràng gì? Mê tín là dị đoan. Coi thầy như là một gì? Một ông sư có quyền năng ban phúc giáng họa, như một vị thần linh, như một vị thánh sống, như vị Bồ Tát sống, như vị Phật sống. Sai rồi các quý vị. Thầy không có quyền năng, cũng không có trí tuệ và không có bất cứ một cái gì thực sự để làm được như thế. Tất cả đều là gì? Đều là phải tu. Thầy cũng phải tu mới được bớt khổ và mới được thoát khổ. Chúng ta cũng phải tu mới được bớt khổ và được hết khổ và được thoát khổ. Chứ không thể dùng tiền nong, không thể dùng lễ to, không thể dùng lễ đẹp, lễ đắt tiền, không thể dùng của cải vật chất mà có thể đánh đổi để được bình an các quý vị. Tiền tài của cải nó là vật ngoài thân, nó là phương tiện để cho chúng ta làm Phật sự mà thôi. Đối với ai thầy không biết, nhưng đối với thầy gì? Tùy duyên. Có thì làm, không có thì cũng cố làm. Làm để làm gì? Làm cho chúng ta có chỗ để tu thôi. Có chỗ để trú mưa, trú nắng, có chỗ để ngồi an yên trong các khóa chuyên tu hay các khóa pháp hội như thế này. Chứ cũng chẳng có mục đích mong cầu gì khác. Vì bản thân thầy phát nguyện đến với Đức Phật bằng hai bàn tay trắng, ra đi bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay rồi, thì tham làm gì? Mà thầy mà tham thì thầy dạy làm sao được các Phật tử chúng ta? Đúng không? Thầy mà tham làm sao dạy được các Phật tử chúng ta? Hôm qua có Phật tử đến báo cáo với thầy và hỏi rằng: thầy ơi, muốn làm Phật tử của thầy có phải đóng tiền hàng tháng không? Thầy cười, thầy không nói cái gì. Thế thầy hỏi: tại sao bác lại hỏi như thế? Chắc tuổi khoảng tầm 40 thôi, 45, 40, 45 gì đó thôi. Đi hai người, một nam một nữ. Người nữ hỏi thầy như thế. Thế thầy hỏi: tại sao bác lại hỏi như thế? Thì cô ấy bảo là: con hỏi để con biết. Con gần đây cũng nghe thầy giảng ở trên mạng, thầy thấy cũng rất là hay. Nhưng nhà con điều kiện kinh tế cũng không khá giả, cho nên con phải hỏi trước. Nếu mà phải đóng góp nhiều thì chúng con không theo được. Vì bạn bè của con trước đây cũng theo một vài ngôi chùa rồi thì cũng phải đóng góp nhiều lắm, cho nên nhà con kinh tế khó khăn. Rất muốn theo Phật nhưng không theo được. Nay nghe thầy giảng thấy rất là hoan hỉ, nhưng mà cũng sợ rằng phải đóng góp hàng tháng, hàng quý, hàng năm, cho nên con lên để xem như thế nào đã. Thầy cười, thầy bảo là gì? Ở chùa Khai Nguyên tất cả đều tùy duyên, có cũng được, không có cũng được. Chùa Khai Nguyên là gì? Là của dân, do dân và vì dân. Nhân dân đóng góp từng túi xi, xẻng cát và viên gạch để xây dựng lên ngôi chùa Khai Nguyên này, chứ không phải là của thầy Thịnh, cũng chẳng phải là của gì các sư. Cho nên của chùa Khai Nguyên này là gì? Là do nhân dân đóng bè tập phúc để xây dựng nên. Cho nên chùa Khai Nguyên là của dân. Và các thầy là người trụ trì ở đây, cùng với tăng ni nhị bộ ở đây, gửi thân nhờ nơi chùa Khai Nguyên để ngày xin hai bữa cơm chay, nuôi sống thân này để tùy duyên hành đạo. Trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật để mong sớm được khai tâm ngộ tính. Dưới thì tùy duyên tùy nguyện để hoằng pháp giáo hóa, gieo duyên Phật pháp với tất cả chúng sinh. Ai có duyên hiểu được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Cho nên ngôi chùa này là tất cả từ thầy trụ trì cho đến các sư, thầy đều dạy mọi người là phải gì? Vì dân. Ngôi chùa do dân xây dựng lên, dây nhân dân tích cóp và cúng dường, người nhiều người ít, một ly một lai, cho đến có người mang cả gia tài của mình để cúng dường, tha thiết cúng dường. Chúng tôi tiếp nhận và làm Phật sự, làm chùa tô tượng đúc chuông, xây dựng những nơi cho chúng ta, những ngôi nhà giảng đường vân vân, để cho chúng ta có nơi để, các cụ nói là an cư thì mới lạc nghiệp. Bây giờ chúng ta không thể ra ngồi ở gốc cây để nghe pháp, để tu hành, để ngủ ở gốc cây như thời Đức Phật có tại thế được. Vì chúng ta ở ngoài xã hội bây giờ sướng mãi quen rồi, nóng quá thì không chịu được, lạnh quá không chịu được, khổ quá không chịu được. Xin thưa các vị, khổ quá bảo đến chùa tu, các vị có tu không? Chạy mất dép. Hết ra khóa tu, thậm chí chưa hết khóa tu, khóa sớ chưa xong đã gì? Nháo nhác chạy gần hết rồi. Thầy bảo pháp hội lần sau đến nhé. Nào. Vẫy tay, ta chào nhau. Một lần đầu, rồi một lần cuối. Đấy. Hôm trước pháp hội cũng thế, có một Phật tử thôi, thầy đi qua vô tình nghe thôi, ở ngay chỗ cầu thang này này. Có một Phật tử hỏi: bà ơi, dậy đi tu thôi. Nằm ngay chỗ gầm cầu thang. Tu gì mà tu, suốt ngày cứ tu. 12 giờ rồi vẫn chưa được ăn cơm, tu cái gì mà tu. Đây là lần cuối cùng tôi đến cái ngôi chùa này, không bao giờ đến nữa. Vô tình nghe thấy cũng buồn, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào cả. Có người ở ngoài đời họ chỉ thích ăn và chỉ thích ngủ, chỉ thích chơi. Thế bây giờ đến đây bảo ngồi đến 12 giờ, 12 rưỡi, thậm chí là 1 giờ kém mới được ăn. Mà ăn thì là gì? Mấy miếng đậu phụ và mấy hạt lạc rang, mấy cọng rau muống luộc. Ăn chay rát, gọi là rát ruột, gọi là ăn chay rát ruột, gọi là da vàng. Họ khó chịu lắm. Cho nên là bảo đây là lần cuối cùng thì thôi đến ngôi chùa này. Gọi dậy đi tu, bảo tu gì mà tu, giờ này vẫn chưa được ăn cơm. Khổ thân. Đấy, đây là gọi là vô tình nghe thấy đấy. Và họ nói là từ giờ trở đi không bao giờ đến cái ngôi chùa này nữa. Khổ. Thà rằng 12 giờ, 12 rưỡi chưa được ăn, nhưng vẫn còn được ăn. Còn sau này không may mà vào trong con đường ác đạo địa ngục và ngạ quỷ, lúc đó muốn ăn cũng chẳng được. Chẳng được ăn. Nay chúng ta muốn ăn, chưa được ăn mà thôi. Nhưng vẫn được rồi chứ. Vẫn được ăn sau khi khóa lễ gì? Khóa lễ xong, chịu khó xếp hàng một chút, nhưng vẫn gì? Vẫn đến lượt để được ăn. Không có cơm thì cũng có mì, không có mì thì cũng có gì? Có gì? Có cháo hả? Thì hết cơm thì đến mì, hết mì thì đến cháo. Rồi sao thì vẫn gì? Vẫn có để ăn. Còn hơn là làm quỷ đói thì có gì muốn ăn, có để được ăn không? Không. Ở trong địa ngục muốn ăn có ăn không? Giống như tích của mẹ tôn giả Mục Kiền Liên đó, bà Thanh Đề có muốn ăn có ăn không? Không. Nhìn thấy cơm đấy vừa bốc vào miệng cơm liền hóa thành than. Đấy là nghiệp của chúng sinh. Cho nên xin thưa các quý vị, tu hành ở thế gian nó cũng khó lắm chứ không phải đơn giản đâu. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng chỉ tùy duyên tùy nguyện mà thôi. Mong rằng các quý vị hãy tu làm sao để cho nó đúng, cho nó trúng với lời Phật dạy. Chứ đừng có gì mê từ chỗ mê này vào chỗ mê khác. Bình thường khi chưa học Phật chúng ta mê ít. Nhưng khi vào mang tiếng là học Phật rồi thì lại thành cuồng tín. Tin một cách gì? Cuồng tín. Tin một cách là gì? Điên loạn. Tin một cách là gì? Là vô điều kiện. Tin một cách là không có trí tuệ. Tin đó gọi là cuồng tín. Những kẻ học Phật như thế càng học càng xa với chân lý, càng xa với đạo đức, càng xa với gì? Lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luật Luận vậy. Cho nên Kinh A Hàm Đức Phật mới nói thời mạt Pháp, người thuyết Pháp đúng với chính Pháp của Phật thì ít như lá trong lòng bàn tay của Phật. Còn những người thuyết Pháp sai với Pháp của Phật thì nhiều như lá ở trong rừng vậy. Cho nên chính vì vậy chúng ta phải có gì? Trí tuệ, phải quán chiếu, phải tư duy và phải đối chiếu với lời Đức Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luận Luận xem có đúng hay không. Hay là họ đang gì? Đang tìm cách để mê hoặc mình, để gọi là để gọi cái gì nhỉ? Ở ngoài xã hội có cái từ hơi văn minh, hơi khoa học một tí. Nó gọi là cái gì? Tự nhiên đang ở lại quên, nhất thời lại quên. Nó gọi là cái gì mà người ta, nhà Phật chúng ta gọi là mê hoặc hay là gì đó, cái từ ngày xưa cũng gọi là mê hoặc chúng sinh. Ông thầy tà thì thường là gì? Hay mê hoặc chúng sinh bằng cái trò gì? Ma quỷ, bằng cái trò gọi là hù dọa tâm linh để cho người ta sợ, người ta mới gì? Mới phải xì tiền ra, đúng không? Đấy, cho nên cái này nó bây giờ nó cũng nhiều lắm các quý vị, khổ lắm. Trên mạng xã hội bây giờ họ chửi ráo hết, sư nào họ cũng chửi, chả biết đúng biết sai biết phải biết trái, miễn là thấy ông sư đó gì có thuyết kinh giảng đạo, được các Phật tử, được các vị quay video làm clip để đăng lên trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, TikTok gì đó, thì họ đều cho là gì? Ông sư này là không an phận thủ thường, sư phải lên núi mà tu, sư phải mặc áo rách, sư phải đi khất thực, sư phải đi chân đất, sư phải khổ hạnh thì mới là sư. Còn sư bây giờ mà xây chùa to, sư có Phật lớn, sư đi ô tô, rồi sư ăn ngày 2 bữa, ăn ngày 3 bữa vân vân, đấy không phải là sư nữa. Đấy là một lũ gì? Lũ này, lũ nọ, lũ kia vân vân, nó nói đau lắm. Thì thôi kệ họ đi, nhân nào quả nấy. Hôm nay họ chửi người khác, họ mắng người khác, họ nhục mạ người khác, mà họ chưa phải là một bậc gì? Có trí tuệ, chưa là phải là một bậc có đạo đức để dạy đời, để làm mô phạm cho đời á. Mà vì một cái mục đích nào đó, vì mục đích á, lên Zalo, Facebook, TikTok, YouTube gì đó để kiếm tiền á, để ăn chơi á, họ tạo ra những xì căng đan, tạo ra những cái gì đó để cho mọi người gì chạy vào để xem nhiều thì họ lại được tiền gì? Tiền nhiều, có tiền rồi lại đi ăn chơi, đi hút hít, đi xi lê nhạc hội, đi gọi là gì? Đi bar đó hả? Đấy, vân vân đó, ăn chơi trác táng với nhau, về lại kiếm tiền trên cái hình thức đó, rồi lại ăn chơi, lại hút hít, lại ăn chơi, lại hút hít, lại kiếm tiền. Cứ như thế một ngày nào đó hết phúc thì chẳng còn ai xem nữa. Các vị thấy trên mạng xã hội cách đây 1-2 năm có người kiếm tiền rất là giỏi, nấu những cái nồi gì? Cái nồi thập cẩm, cái nồi thức ăn thật to. Thế là tự nhiên mọi người vào bình phẩm là ầm lên hàng triệu lượt xem, thế là hàng mấy triệu lượt xem. Thế là đương nhiên một tháng kiếm được vài trăm triệu, chả cần phải đi làm nông nữa. Và cứ nghĩ rằng mình kiếm tiền cho đến lúc gì? Đến lúc không còn thở được nữa. Nhưng không ngờ mới 1-2 năm thôi, bây giờ có quay thế nào, có đăng thế nào cũng chẳng ma nào nó muốn vào, nó muốn xem, nó muốn bình luận nữa. Và bây giờ rốt cuộc lại phải đi gì? Lại đi trồng rau, cấy lúa trở lại thôi. Cho nên đừng có sống ảo, đừng có tưởng rằng sống ảo là nó đem lại lợi ích kinh tế cho chúng ta lâu dài mãi mãi được đâu các quý vị. Phúc mà không có thì tự nhiên làm cái gì cũng không được. Nhưng mà đấy, xã hội bây giờ nó thế đấy. Cho nên Phật tử hỏi thầy rằng đến chùa Khai Nguyên này tu có phải đóng tiền không, có phải nộp tiền không? Thầy cười, thầy bảo tùy duyên. Chùa Khai Nguyên là do dân, là vì dân, do nhân dân xây dựng, thì các sư ở đây cũng vì nhân dân để phục vụ người dân. Các thầy chỉ cần một ngày 3 bữa cơm, 3 bữa cơm chay là đủ rồi. Có khi 2 bữa cơm, 1 bữa cháo. Thường có nhiều vị chỉ cần 2 bữa. Bữa tối thì không ăn, có vị bữa sáng không ăn. Tuy 6-70 sư ở trong chùa, nhưng phải đến nửa già là có vị không ăn sáng, có vị không ăn tối, và có vị chỉ ăn có 1 bữa thôi. Đấy. Nhưng mà thôi, dù sao thì cũng là của đàn Na Tín Thí. Nhờ sự cung cấp, cung kính, cúng dường của đàn Na Tín Thí thập phương, các quý thầy mới được miếng cơm manh áo để che thân, để nuôi mạng này tu hành. Cho nên hàng ngày tu được bao nhiêu công đức đều đem hồi hướng cho các quý vị là nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền 4 trọng ân. Trong 4 trọng ân thì ân thứ nhất là ân gì? Trời đất. Ân thứ hai là ân quốc gia. Ân thứ ba là ân sư trưởng phụ mẫu. Ân thứ tư là ân đàn Na Tín Thí, tức là các Phật tử và nhân dân đến chùa để 1 đồng, 1 hào, 1 chút thành tâm góp gió thành bão để cúng dường cho các sư làm công việc Phật sự và nuôi thân qua ngày đó. Cho nên các sư tu được bao nhiêu công đức thì đều phải đem hồi hướng để tri ân và báo ân. Cho nên có cái gì là của mình đâu mà tham. Đến thế giới này bằng 2 bàn tay trắng, lúc chúng ta ra đi cũng trắng 2 bàn tay mà thôi. Chỉ có nghiệp là đem theo. Vậy thì tội gì mà không cố gắng, không nỗ lực, không tranh thủ để làm một chút gì? Một chút phúc, chút duyên lành với chúng sinh. Không tranh thủ để kết một chút duyên lành với chúng sinh, với tín đồ Phật tử, với nhân dân, để sau khi mãn báo thân này còn có một chút phúc báo, một chút căn lành, một chút trí tuệ. Nếu chưa được vãng sinh, chưa được giải thoát thì dù sao có sinh chỗ nào, kiếp sau vẫn tiếp tục gặp được Phật gì? Phật Pháp, và tiếp tục được tu hành. Miễn gặp được Phật Pháp, miễn còn tu hành, không sớm thì muộn, chúng ta chắc chắn cũng sẽ được giác ngộ như chư Bồ Tát và chư Phật mà thôi các quý vị. Dù có sinh vào nơi biên địa, nơi rừng núi, dù có đói khát, có khổ cực, có khó khăn như tuổi thơ của thầy đi chăng nữa, thì đến hôm nay may mắn cũng vẫn biết gì? Biến tới Phật Pháp, vẫn được xuất gia, vẫn được tu hành, vẫn được ngồi đây để tâm sự, để trao đổi về Phật Pháp với các quý vị. Và cái nhờ một chút duyên lành này, một ngày nào đó biết đâu A Di Đà Phật hiện ra trước mắt, cười tươi bảo là thằng này cũng khá, mày là thằng dân tộc mà cũng khá ra phết đó ha. Ngày xưa rèn luyện mày cho mày gì vào nơi biên địa nghèo cùng khổ cực, khó khăn gian nan như thế mà mày chẳng đánh mất tâm Bồ Đề, cho xuất gia, cho mày ở cái nơi gì trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Mà dù sao đây vẫn là thủ đô Hà Nội chứ bộ nhà. Mọi người nói vui là Hà Nội 2 thì Hà Nội 3 tôi không cần biết. Tôi biết là gì? Tôi đi đâu ai hỏi ở đâu, tôi đã sẵn sàng là gì? Vênh mặt lên mà trả lời tôi là người thủ đô Hà Nội. Hỏi chùa đâu? Thủ đô Hà Nội. Hoành tráng chưa? Quá hoành tráng. Xin thưa các quý vị, đấy, lúc thì ở gì? Thâm sơn cùng cốc, đói khát khổ cực, ngu si mà không gì? Không thoái thất tâm Bồ Đề. Khi thì ở nơi đô hội phồn hoa mà chẳng đánh mất gì đạo tâm, ấy mới là gì? Là vốn quý của người tu tâm học đạo chúng ta. Phật dạy rồi. Cho nên thôi cứ làng nhàng như thế này, một ngày nào đó đang ngồi thiền, đang tụng kinh, đang niệm Phật hoặc đang ngủ, thấy Đức Phật hiện ra trước mắt ở trên hư không, cưỡi trên, ngồi trên tòa sen hoặc đứng trên tòa sen, cười tươi nói rằng thằng này cũng khá. Ngài bảo thằng này cũng khá thôi, việc Phật sự của con cũng đã được viên mãn rồi. Ngày này ngày nọ ngày kia đó, tắm rửa sạch sẽ, y áo chỉnh tề, lễ Phật nhất tâm, niệm Phật rồi, ta về đón con đi, biết đâu có ngày đó, đúng không? Cứ tin đi và cứ tu đi. Chúng ta không vì bản thân, không vì chính mình, mà vì đại chúng, vì Phật Pháp, vì số đông. Giống như là chư Phật Bồ Tát đã làm thì chắc chắn chư Phật Bồ Tát sẽ không bỏ chúng ta. Cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn được thân người, vẫn được Phật Pháp và vẫn biết gì? Biết tu hành thì chư Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ chẳng bỏ rơi chúng ta. Tất cả chúng ta ở đây thầy nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi một ai đâu. Nếu các ngài bỏ rơi thì yên tâm, đằng sau còn có gì? Có Địa Tạng Vương Bồ Tát và có đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát là ông sư ở nhà quê này. Tất nhiên thầy thì không làm được gì nhiều đâu. Khuyến khích động viên chúng ta này đã phải là đi theo sau Phật để động viên chúng ta tu chưa? Lên tòa giảng pháp như thế này để giải thích, để khuyến khích, để động viên, để sách tiến chúng ta tu nhân tích đức hành thiền, đã phải là giúp đỡ chúng ta chưa? Đã là ở bên cạnh chúng ta chưa? Đã phải là người mệt nhọc đứng đằng sau để ủi cái xe chết máy của chúng ta tiến về phía trước, tiến về cây xăng để đổ xăng chưa? Phải chưa? Phải rồi mà. Tại các quý vị không nhận ra đấy chứ. Còn nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ đang là cái người gọi là đi bộ để ủi cái xe, để đẩy cái xe gì? Chết máy vì hết xăng hoặc vì hỏng hóc của bộ phận nào đó ở trong chiếc xe của các quý vị đấy mà. Nhưng các vị có đi hay không hay là các vị cứ bóp phanh lại chết toi, hoặc các vị không cầm lái cho chắc thì cả thầy trò đều lao ruông xuống ruộng thì chết cả nút. Đấy, đại khái kiểu như câu hỏi lúc nãy ấy. Đã viết câu hỏi đánh máy rõ ràng rồi, ngon lành rồi, lại còn thêm một câu thầy cứu quan với. Giống như câu hỏi hôm qua nghe thầy nói thế cho nên hôm nay chắc là gì? Chắc mẩm là hôm nay mình đưa câu này vào chắc chắn 100% thầy sẽ trả lời. Ai ngờ rằng lại gì? Cụt hứng, không được trả lời, cũng không thèm xem qua. Nên lần sau nhớ, học Phật đó là phải gì? Có trí tuệ. Hôm trước thầy giảng như thế, nhưng hôm sau không phải thầy vẫn tiếp tục giảng như thế đâu. Hôm trước thầy tán dương khen ngợi cái thế, việc thế, như thế, nhưng hôm sau có thể thầy gì? Thầy lại không giảng và không tán dương khen ngợi những việc làm như thế nữa. Vì mỗi một hôm nó một khác, mỗi một điều kiện, hoàn cảnh, thời gian nó gì? Nó khác. Cho nên đừng có học theo người ta, hãy làm mà chính mình các quý vị ạ. Một Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy, cho con hỏi tên con là Lê Thị Quyên, nơi ở Ứng Hòa, Hà Nội. Nay con xin hỏi thầy một việc như sau. Bố con làm cụ từ thờ ông đệ nhất của làng từ năm 2017, nay là năm 2024. Còn mẹ con từ năm 2022 đến nay, mẹ con không được bình thường, lúc nhớ lúc quên, mà mẹ con hay nói lung tung, cứ bảo là có rất nhiều người đến nhà quấy phá trong nhà và đuổi đem vào buổi đêm, và cứ đói đi vào buổi sáng, và cứ đòi đi vào buổi sáng, sáng sớm và buổi trưa và buổi tối, toàn đòi đi vào giờ cao điểm của ngày. Vậy nên con xin hỏi thầy, bố con làm cụ tử như vậy có liên quan đến cuộc sống của mẹ con không? Nếu như sự việc này không liên quan gì đến bố con thì con xin thầy bố thí cho con để con phải làm như thế nào để mẹ con lại được trở lại cuộc sống bình thường như trước kia, để mẹ con không nói lung tung và không có người đến rủ đi nữa. Con xin tri ân công đức của thầy, con xin tạ ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, câu hỏi của Phật tử Lê Thị Quyên chúng ta đều nghe rõ rồi. Ở đây thầy xin trả lời luôn là gì? Phật tử này hỏi rằng cái việc của mẹ Phật tử như thế thì là do gì? Bố làm ông thầy từ ở đình đền của làng hay là do nghiệp của mẹ? Cái này thầy xin thưa các vị, thầy cũng không thể trả lời 100% là do nghiệp của tự mẹ Phật tử này hay là cái nhân và cái duyên, cái quả, cái cộng nghiệp chung của gì? Của bố Phật tử này ở đình ở đền. Nhưng về Phật tử này cứ thưa hỏi bố mình xem, trong quá trình làm ông thầy từ ở ngoài đình, ngoài đền, ngoài miếu đó, thì có vì cái tâm thật hầu Phật, hầu Thánh, hầu Thành Hoàng làng mà ra đèn hương quét tước nhang đăng cho đình đền được sạch sẽ, mát mẻ, thanh tao, gọn gàng hay không? Hay là mục đích ra đó để gì? Để ngồi ở trong đó để lôi kéo bạn bè đến để chén thù, chén tạc. Chén thù, chén tạc nghĩa là sao? Nghĩa là ăn uống nhậu nhẹt ở trong đó. Ăn xong rồi là còn ngả chiếu, ngả bài để lơ khơ, để tam cúc, để sát phạt kiếm tiền với nhau ở trong đó ấy. Hoặc rằng nhân dân Phật tử đến lễ Phật, lễ Thánh, lễ Thành Hoàng, có đồng ra đồng vào họ cúng để đèn nhang, để hương đăng, để xây dựng. Mình lại đem về chi tiêu công việc ở gia đình hoặc ăn uống nhậu nhẹt, cờ bạc, rượu chè vân vân. Làm như thế gọi là tiêu sai những đồng tiền ấy, tự mình tổn phúc, cho nên nó mới sinh ra cái chuyện gì? Trong gia đình mới có chuyện sinh sự sinh bất ổn như thế. Hỏi bố mình, bảo bố phải nói gì? Nói thật rõ. Hôm nay lên chùa Bạch hỏi câu hỏi này tới thầy Thịnh. Thầy Thịnh bảo là gì? Phải trả lời, phải gì? Phải, nếu mà có việc như thế thì phải ăn năn sám hối, phải tạ tội và phải, thậm chí là phải gì? Tiêu hết bao nhiêu áng chừng thì phải gì? Đền lại bấy nhiêu thì mới mong sám hối được thành công. Rồi cộng thêm tụng kinh Địa Tạng và lễ sám 118 lễ thường xuyên hàng ngày để hồi hướng sám hối cho cha mẹ, cho ông bà, cho gia đình và cho người thân nữa, thì nghiệp ấy mới dần tiêu. Còn nếu mà do ông cụ ra làm thầy từ, ông từ ở ngoài đình, ngoài đền, ngoài miếu mà nhất tâm hầu Phật, hầu Thánh, không mưu cầu bất cứ cái gì cho cá nhân, mà không may gì thất thố làm sai. Ví dụ như cái việc thờ phụng đáng nhẽ thì ở trên thì thờ Thánh, ví dụ đáng nhẽ thì là mình phải thờ lúc mình bao sái long ngai bảy vị, mình phải lấy 2-3 cái chậu nước, một cái chậu nước, một cái khăn sạch thì bao sái ở phần trên của long ngai, một cái chậu thì bao sái cái phần giữa của long ngai, một cái chậu, cái khăn thì phải bao cái phần dưới của long ngai bảy vị. Nhưng chúng ta lại hoặc là vô tình hoặc là lười biếng dùng một chậu nước, một cái khăn bao cả gì? Bao sái cả từ mặt ban thờ cho đến long ngai bài vị, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, thậm chí lau cả bóng đèn, lau cả tất tần tật ở đó. Đó gọi là gì? Có tâm nhưng mà làm gì? Làm sai. Thì các cụ ngày xưa nói có một câu nói chúng ta cũng phải suy nghĩ đấy. Còn đúng được bao nhiêu % đúng hay không đúng thì để cho người đời tự gì? Tự đánh giá. Các cụ có nói một câu là gì? Phật thì từ bi, Thánh thì một ly cũng gì? Cũng chấp. Không phải là các ngài chấp nhặt chúng ta, mà các ngài muốn dạy bảo cho chúng ta: chúng mày ra hầu hạ, quét tước nhà Thánh, chúng mày phải làm cho gì? Cho nó đúng. Giống như người mẹ, người cha dạy đứa con nhỏ làm sai vậy, chứ không phải là Phật chấp, Phật quở, Phật thánh chấp thánh của, thánh phạt, thấy gì thánh hành chúng ta. Mà các ngài muốn dạy cho chúng ta một bài học, giống như con cái làm sai cha mẹ đánh hoặc cha mẹ mắng, cha mẹ với mục đích duy nhất đó là dạy con để cho con nó thành người, chứ không phải là cha mẹ ghét bỏ giận dữ con thật đâu các quý vị. Đấy, lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta dễ gì dễ hiểu. Cho nên trường hợp này thầy cũng không thiên về là do bố của Phật tử này hay là do mẹ của Phật tử này, nhưng tiểu chung lại cố gắng về hỏi bố xem đã. Nếu không làm tất cả những cái việc sai hoặc cái việc tham, việc lỗi, việc quấy ấy mà vẫn như thế thì cũng nên gì làm cái lễ ra để sám hối nhà thánh nhà ngài. Trong thời gian qua chúng con có một chút túc phúc nhân duyên, được dân làng bầu cử, được nhà ngài tín kính cho chúng con được gì, được hầu hạ nhà ngài. Nhưng mà chúng con nghĩ là người trần mắt tục, chúng con gọi là còn nhầm còn lỗi, còn sai còn quấy, nhiều điều chưa đúng, chưa hay, chưa phải. Xin là các ngài gì tử bi hoan hỷ xá tội cho chúng con, xin được gì sám hối, nguyện cho những việc làm của chúng con là gì ngày một tốt hơn. Những điều nào chúng con chưa đúng, chưa hay, chưa phải thì các ngài dần dần chỉ bảo sang tai lai tiếng cho chúng con. Khấn như là thật đấy nhỉ, cũng khéo mồm ra phết đấy chứ nhỉ. Xin các ngài gọi là sang tai lai tiếng cho con, để cho chúng con gì dần dần chúng con được tiến bộ, chúng con được làm đúng. Xin các ngài đừng chấp lễ, chấp bái, chấp cái gì chúng con vân vân ABC đó. Đại khái thế, chúng ta ăn năn sám hối rồi cầu nguyện cho gì cho gia đình chúng con được bình an mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, để chúng con tiếp tục được có gì đủ duyên lành để hầu hạ nhà ngài. Xin ngài thương và chứng cho chúng con. A Di Đà Phật. Khéo mồm như thế đi khấn được tiền chưa các quý vị? Đi khấn hộ được tiền chưa? Nếu làm thầy cúng thì có tiền không? Chắc là có. Nhưng mà rất buồn, rất may cho các quý vị là thầy không đi cúng nữa. Thầy cũng không khấn để cho ai để lấy tiền nữa. Ngày xưa khi còn là học sinh nhé, do thiếu tiền gì, đi học thiếu tiền thỉnh kinh, thỉnh sách, cho nên mới đi cúng, mới đi tụng kinh. Ai biếu đồng nào thì như là mèo được gì được mỡ. Mèo được mỡ không phải, mèo được mỡ thì ăn cho bản thân, còn thầy được tiền người ta cúng dường thì để đi thỉnh kinh thỉnh sách. Có kinh có sách mới có phương tiện để học, để đọc, để hiểu thêm về Phật pháp. Cho nên hôm nay mới ngồi đây nói đông nói tây, nói chảy nói cối, chúng ta đều gì đều thấy là vui là như thế. Nếu không có cái ngày ấy thì làm gì có ngày hôm nay. Cho nên điều quan trọng tất cả những việc làm của người tu chúng ta, dù xuất gia hay tại gia, chúng ta đều vì chúng sinh, đều vì đại chúng, đều vì báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, thì không sớm thì muộn chúng ta cũng được Phật gì gật đầu hoan hỉ khen hay. Thằng này giỏi thật, thế này ạ mới nên. Học Phật là xin chớ đừng quên, tu nhân tích đức. Thêm hai câu gì nữa mới hên đời đời. Hên đời đời tức là sao? Tức là sinh ra ở kiếp nào cũng gì cũng tốt, sinh ra ở đâu cũng gặp được Phật pháp. Có nghĩa là học Phật như thế mới nên. Sinh ra chỗ nào cũng gì cũng hên là đời đời. Từ hên ở đấy, từ hên ở đây là ngày xưa người ta nói là gì may mắn. Từ hên là ngày xưa người ta gọi là hên, như bây giờ gọi là gì may mắn. Đấy. Đi đâu làm gì cũng may mắn. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử con tên là Ngô Thị Hòa, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hòa. Con xin kính chào thầy ạ. Con đang sinh sống tại Hà Nội. Con có mấy câu hỏi chưa biết, con xin thầy giải đáp giúp con ạ. Năm 2020 bố con bị ung thư, không chịu được sự đau đớn nên bế chồng con thắt cổ tự tử. Nên bố chồng khổ. Ôi giời ơi, thế này mới chết chứ. Khổ cái chữ ô họ lại viết gì? Nó lại ngoạch thành chữ gì? Chữ E mới đau chứ lại. Cho nên tiền mắt đó, nhanh tay làm luôn là bế chồng con. Xin lỗi các quý vị, thật tâm mà sám hối. Xin lỗi các quý vị, đặc biệt là Phật tử Hòa này, gọi là nên bố chồng con. Tại các vị viết mà viết ngoáy quá, viết ai chữ O thì xây thành chữ E thì thầy chẳng đọc là bế. Đây này, chữ bế 100% đây này, đây không sai thế nào. Không tin nó đem tivi, đem máy quay ở đây cho mọi người xem. Nhưng mà thôi, đôi co làm gì, thầy nhận lỗi là được, đúng không? Đấy, nên bố chồng con thắt cổ tự tử. Gia đình con đã nhờ thầy bói đưa về chùa Hàm Long ở Bắc Ninh để làm lễ nhốt vong, vì thầy bói phán là bố con chết vào giờ trùng tang nên phải nhốt vào như vậy. Nhốt vong thì có phạm vào tội bất hiếu không ạ? Nếu là không đúng thì giờ gia đình con phải làm như thế nào ạ? Xin thưa các quý vị đang hiểu sai rồi, đang hiểu theo cái hiểu sai của thế gian, của những kẻ ngoại đạo rồi các quý vị. Chùa Hàm Long ở Bắc Ninh hay Bắc Giang? Bắc Ninh. Ngôi chùa ấy hiện nay Đức Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngài trụ trì. Ngôi chùa ấy thường hay làm cái lễ gì? Nhà nào mà có người vừa mới mất thất trai tuần hoặc 49 ngày đó, đi xem đi bói gì đó, họ bảo là bị gì, bị trùng tang trùng phục, hay là dở sổ dở sách ra xem rồi bấm bảo là trùng tang trùng phục, dòng họ chết nhiều người trong vòng một vài năm, thì sợ sệt quá, cúng bái linh đình khắp các nơi rồi đều không được, thì cứ đến đó làm lễ. Thì một số hoặc là đại đa số hoặc là một số gia đình gì hợp duyên hợp cảnh thì khỏi giải quyết được vấn đề đó. Cho nên xin thưa các quý vị, chùa Hàm Long không phải là nơi nhốt vong, không phải là nơi bắt vong. Khẳng định với các quý vị 100% chùa Hàm Long không phải là nơi nhốt vong, cũng chẳng phải là nơi bắt vong như chúng ta đang hiểu bây giờ. Mà nơi ấy nhờ vào cái ân đức của Hòa Thượng Đức Phó Pháp Chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức tăng ni ở đó, đặc biệt là Đức Phó Pháp Chủ, bằng cái công đức, bằng cái tâm ngài phát nguyện, bằng cái sự tu hành của các ngài. Cho nên khi mà có người đến đó làm lễ cúng, sự gia trì của Hòa Thượng thì nhà đó liền là gì? Hoan hỉ tin theo. Ví dụ cụ lên, cụ dạy các thượng tọa, các đại đức, các quý thầy lên tụng kinh niệm Phật và dạy cho chúng ta gì? Phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, về chịu khó gì? Làm thiện nhé. Chúng ta về, chúng ta do sợ chết cho nên về cũng làm thiện, cũng đoạn ác, từ đó mà gì? Tội diệt phúc sinh. Thậm chí các cụ bảo về chịu khó tụng kinh niệm Phật nhé, thì chúng ta về cũng gì? Cũng chịu khó niệm Phật tụng kinh. Các thầy bảo chịu khó mùng một ngày rằm phải phóng sinh nhé, chúng ta cũng về chịu khó gì? Phóng sinh. Rồi các cụ bảo chịu khó, phải chịu khó giúp đỡ người nghèo và thân cận tam bảo nhé, chúng ta cũng y giáo phụng hành. Nhờ vào những công đức, những duyên lành ấy mà chúng ta được gì? Tội diệt phúc sinh. Cho nên cái việc gì? Cái việc trùng tang trùng phục nó được dừng lại. Và chúng ta xã hội họ nghĩ rằng đến chùa Hàm Long là các thầy bắt vong và nhốt vong. Không có cái chuyện đó, vì các thầy đều là người tu. Hòa thượng này là bậc cao tăng Thạc Đức, phó pháp chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mà hòa thượng lại đi bắt vong, đi nhốt vong, thì tự hỏi rằng đấy có phải là đạo Phật chân chính không? Không. Rất mừng cho chúng ta, chùa Hàm Long không phải là cái nơi bắt vong nhốt vong như xã hội đang tuyên truyền và đang thường hiểu, mà các cụ chỉ là gì? Quy y cho vong, khai thị cho vong gì? Hiểu được nhân quả, được tội phúc. Đồng thời cũng khai thị cho người thân của các gia đình, đem các cụ, các vong linh mới mất lên cúng đó để biết nhân quả tội phúc, để đoạn ác tu thiện. Cho nên cả hai bên đều tu, âm dương cùng tu, âm dương cùng hành, âm dương cùng đoạn ác tu thiện. Cho nên tội diệt phúc sinh. Chúng ta phải hiểu đúng với bản chất của nó, hiểu đúng như thế mới là người đệ tử Phật các quý vị. Còn đi tuyên truyền vào chùa Hàm Long của hòa thượng, của các thầy đi bắt vong, đi nhốt vong thì sai rồi, sai bét rồi các quý vị. Nhớ, thầy đã giảng cái điều này 1-2 lần rồi đấy. Cho nên Phật tử bây giờ gia đình không phải lo, cũng không phải suy nghĩ gì cả. Giống như chúng ta này đến đây này, Pháp hội Trung Phong, Pháp hội Địa Tạng, Pháp hội Quan Âm, đem các cụ đến đây để quy y tam bảo, cho các cụ nghe kinh, thỉnh di ảnh hoặc viết bài vị, hoặc viết sớ để cầu siêu cho các cụ. Thì xong mấy ngày Pháp hội thì sớ và bài vị thì đem đi hóa, ảnh thì các vị lại mang về nhà để thờ. Cũng như các Phật tử chúng ta 3 ngày Pháp hội thì đến đây ăn, ngủ và tu tại chùa. Hết 3 ngày Pháp hội thì bye bye, con chào thầy. Hẹn đến lần sau chúng ta lại gì? Pháp hội lần sau thì có đủ duyên chúng ta lại lên thì hết Pháp hội chúng ta lại về. Thầy có nhốt ai không? Các vị quy tam bảo ở chùa Khai Nguyên là rất nhiều. Các vị thấy thầy có nhốt ai không? Thầy có bắt ai không? Không. Đấy, nó như thế. Thực tế nó là như thế. Hiểu Phật nó phải như thế các quý vị. Không có là chúng ta gì? Thành nhà tà kiến, thành nhà hiểu sai, thành nhà hàm oan cho gì? Cho các bậc tôn túc đó các quý vị. Hỏi câu thứ hai: thưa thầy, khi về chùa tham gia tu tập các pháp hội, con có được mời chư thiên, chư thần linh cùng vong linh trên đất ở nhà mình, và vong linh gia tiên, vong linh oan gia trái chủ của con và của gia đình con về chùa cùng tu học không ạ? Mời cũng được. Chúng ta khấn nguyện ai đủ duyên thì đi. Cũng giống như mình biết là ngày mai, cách đây hôm thứ Năm mình biết là thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật có Pháp hội Địa Tạng. Mình rủ bạn bè, rủ hàng xóm láng giềng thế. Hôm nay trên chùa có Pháp hội Địa Tạng, sư phụ mở đấy thì có đi được không? Nếu mà ai đủ duyên thì bảo có, hôm đấy tôi cũng đi. Nếu mà người nào họ không đủ duyên, họ bận, nó bảo hôm đấy tôi bận lắm, tôi không đi được, thôi bà cứ đi đi. Trần sao thì âm vậy. Chúng ta cũng chẳng mất gì lời nói để đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để dâng lên một lời khấn nguyện, thỉnh mời thần linh gia tiên các cụ nếu có duyên thì đi đến chùa, trước là lễ Phật, sau là nghe pháp tu hành cùng với gì? Chúng con. Mất cái gì đâu. Ý thứ ba, vị này tham thế. Hỏi đến 4-5 câu nhưng mà thôi, thời gian là hết rồi, bụng nó sôi ủng ục lên rồi. Cho nên thôi, trả lời thế thôi. 2 câu rồi, còn 2-3 câu nữa cơ, không trả lời nữa. Đây là còn mấy câu nữa, mấy người đây nữa. Ui trời ơi, trời ơi là đất ơi, vẫn còn mấy câu, 1, 2, 3 câu nữa. Nhưng mà đã 11:30 mất rồi các cụ ạ. Thôi các cụ, các Phật tử hoan hỉ cho. Còn lại mấy câu này ngày mai gì? Mai ạ. Thôi, thôi không đến ngày mai thì đến kỳ sau. Kỳ sau thì bây giờ chúng ta sẽ chia Pháp hội Địa Tạng thành một tháng có mấy lần? 2 lần. Trước là một tháng từ ngày 22 đến ngày 20. 28 tức là 7 ngày. Nó đi nó hơi dài. Ai mà còn nhớ chồng thì cũng da diết, cũng tha thiết, cũng ngóng trông lắm. Ai mà hay nhớ vợ, hay nhớ con, nhớ cháu thì cũng tương tự như thế. Miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật. Nhìn đồng hồ xem đã chuẩn bị đến 5 giờ chưa? Để làm gì? Để về. Cho nên đó, thôi cắt từ 7 ngày một lần một tháng thì chuyển thành 2 lần 6 ngày. Thế bây giờ các vị lãi một ngày đó, Phật và Thầy lỗ một ngày. Các vị lãi một ngày được ở nhà với chồng con, với gia đình. Thế chuyển thành gì? Một tháng 2 lần, mỗi lần 3 ngày. Thường là vào thứ 6, thứ 7, Chủ nhật. Để cho nhiều Phật tử, nhiều cụ. Ngày thứ 6 thì có thể đi được cũng tốt, mà không đi được không sao. Ngày thứ 7, Chủ nhật thường con cái nó được nghỉ. Nó ở nhà nó trông con, nó bế cháu. Cho nên chúng ta được gì? Được giải phóng miền Nam, bộ đội ta dắt gì? Cái giải phóng miền Nam, bộ đội ta dắt gì? Đấy. Còn nay chúng ta tạm thời gì? Giải phóng rồi đây, trả lại con cho gì? Cho vợ chồng mày.